Nhưng mà bên nó AD Joker dễ bị ăn nhiều quá. Lượm tiền. Con không ra chí mạng này, nhân phẩm tối nay làm sao này. Kìa. Trần Thị Thanh Huế, ngủ thôi anh em. Kiến tắc của con Highland này nghe mệt ghê luôn ạ. Anh em kênh mây ngủ muộn lắm anh Trường ơi. Em like đến tầm 5-6 giờ ấy. 5 giờ ấy, mọi người vẫn còn bảo là hôm em bật nhạc nhẹ, mọi người vẫn bảo là bật nhạc khác đi, bật nhạc này anh buồn ngủ. Không hiểu luôn. Em hẹn bật nghe em thôi. Đúng rồi nhờ. Tài luôn. Đang bấm cái nút đấy. Lê Văn Mạnh, nick này bao nhiêu sao vậy? Muốn mấy sao nữa? Đang mãi soạn đồ. Thiếu kìa, hay đó. Cây dũng nhiên. Ủa chị chưa hồi cái hồi máu đâu, tin lần ơi. À, cứu mới. Ôi kìa. Mà thấy sai mình nó chạy mình rồi. Giờ chưa đầu ra mình gõ vào đầu nó mình bật công ty luôn chứ. Ôi em cảm ơn anh Hoàng nhá, cảm ơn anh Hoàng nghĩ sao cho em. Bên em ạ, à? Ok anh. Ok Hoàng Anh nha, cảm ơn anh Hoàng Anh. Nếu có 5 mũi thì liên hệ bà nó. Trời, không có ý định. Cướp từ anh thường cướp con đường mũi hài ấy. Là cho em của mình tối nó bảo mình đi nó mũi đi. Nhắc 2 lần rồi. Không có đâu, kêu mà. Đây bảo nó bạn làm 5 mũi. Trêu 2 lần à. Thì bảo là bạn nào canh mây làm mũi thì qua chỗ bạn Hoàng Anh. Thế lại cứ bảo mây làm mũi thì qua chỗ Hoàng Anh là sao? 2 lần lận. Kêu trêu kì. Nguyễn Hoàng Anh. Trêu mũi mình tối các bạn. Ý là chê chứ mũi mây xấu rồi, bảo mây đi nâng mũi đe. Thì mũi mây thấp lắm luôn. Vẽ quá à, hay vẽ quá à. Úi dồi ui kìa. Hướng vậy, kêu mày có cả năng, cảm giác bỏ không ăn thằng nào chứ vậy. Cho farm tí nữa còn. Tập thế nhỉ. Uống tí tóc biến. Nhớ. Con Ngộ Không mà nói nhiều ấy. Hai đen này nói nhiều luôn. Em sợ mấy cái đấy lắm. Your tower has been destroyed. You can't see me. You can't see me. Đinh Trường Khoa lại phải win. Em mèo mấy về game này tiến bộ hơn rồi, chết có 5 mạng thôi à. Invisibility.
Ôi, nó ăn xe ra rồi. Ngọc Sơn, họ hơi đau đầu đấy. Anh trai. Lo Ngọc Sơn nha, không là thì vứt lên em ơi. Đâu mọi người, ui ra tôi. Ê, hồi hết cỡ rồi đấy. Hồi hết cỡ giải cho các thứ rồi đấy mà. Sao nó bắn thì chết rồi, đấy mới chết rồi đỏ đen. Chị hồi hết chiêu luôn á. Hết cho anh con vũ nha. Ui mẹ, đường này chị bị bắt quá tài. Do cờ vô nó kìa. Ngọc Sơn, lại muộn thế anh. Tống Minh đợi chị, tao đi chậm chậm rồi. Cày thế nhở, nó biết luôn á. Không đau đâu. Nhầm. Chị nhờ game này. Chị bảo kê mày tận chân răng kẽ tóc. Không bắn được. Khả năng bọn nó lên đấy quá ta rồi. Ôi giờ không lên nhiều. Đồng đội ơi, cấp thấp lại. Tại Tống Minh ơi, chưa có giải đâu. Ui, một đam kìa. Ngộ không này có không tạch vậy. Thì là đây, cho xin của nó. Rồi. Tối nhau ôm tí nhau, để cho mình này nhá. Na 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 con đồng này. Nguyễn Hoàng Anh, game sau còn cho tôi một slot nha. Ok nha. Và khả năng là game sau May còn chơi đấy, nhưng mà Nam khả năng xem sao cho Nam nghĩ Hoàng Hoàng Anh có gì sang lại May ấy. Mày dỗ nè, ai? Hoàng Anh là bạn là mũi đấy hả? Đúng rồi đấy. Bạn ấy cũng chơi game à? Chắc chơi game nhiều tay dẻo mới ấy được đúng không? Rồi, coi, coi, đang tập trung nhìn đồng đội chị tại né, khó cho né. Lô, lô. Qua. Kìa. Đánh nhau. Bóc 3 thằng thôi, lượm được. Lít bị chặn tàu ở đây. Mày chạy. Nãy giờ là chưa chơi điện tử đó nha mấy thằng này. Nam có sự vui lai lâu từ đâu rồi. Khổ anh. Nhìn hai không chạy qua nổi cái đấy. Khỏi nhà ra nha. Hai thằng mới có hai thằng thôi chơi được á. Hồi máu đi mày. Đủ luôn mười mấy. Kịp kịp window. Window. Ôi trời ơi, còn ăn được một mạng danh dự cuối game luôn này mọi người. Nào sao lại bật cái hồn nó lên. Lật kèo. Lật cái hồn máu lên lại còn ăn được một cái ấy ạ. Mà bạn sao lại mê chơi mình giờ mình chắc ngồi xem luôn. Mình chỉ ăn. Còn như tí nữa mà ấy, tí nữa mà còn sức thì vào ké. Còn không mình thôi, ngồi xem thôi. Đến qua đến hàng năm này. Đỡ. Ui, 2% đam, còn 2 liều này lúc nào thế? Không gây ra đam. Năm nghỉ đúng không? Ừ. Nấu nè. Hả? Nấu nè. Nốt đi mà, ui giời ơi, anh không không chơi nổi, ok nói đi. Không chơi nổi nữa đâu. Trời ơi, giờ ăn miếng đạn nó bụng quá. Live xuyên đêm nó mệt lắm chứ tưởng à. Trời đất ơi. Trần Dương bị mất ạc Facebook giờ mới tìm được Facebook ổng. Thật Trần Dâu nha, trời trời có 5 bụt đăng ra mà, cái gì mà phải tìm chơi. Giống
vô nào đi, vô nào các anh em, hỡi những người anh em thiện lành. 839438. Liên chiều vào lại ra đấy. Nó nhìn thấy ai nó ra à? Ô, tên nào của em. Đây là hợp lý này. Tên nào có vào đâu. Ơ, đằng nam sao mà ao đây nào. Bãi lúa xinh đấy. Bãi lúa xinh đấy, thôi trời ạ. Ủa, đây ngọc khác nào. Nam lại sớm ra. Của mấy bạn như sao đấy. Kiếm có game không? Đều. Khôi ơi, cảm ơn Khôi nhiều nha, cảm ơn em. Đi nấu mì ăn mọi người ạ, à. Nói quá. Tình thương ăn, anh nghỉ vào một ý. Em nghỉ vào Yến Vi, xin quá trời mai đi học ạ, à? Mai đi học ạ, à? Mà nghỉ sớm thế. Dạo này chị thấy mày đêm mới vào, xong vào vài trận nào. Your team's turn to ban. Nay không có duyên với em May rồi. Thằng Bobby này, mày thi xong chưa? Em tao đấm vào mồm mấy Bobby. Hoàng ngốc nhát, mì hết happy em ending ai? Rồi. Em với ai hả? Hả em dai Bobby yêu quý. Tống Minh ơi, thằng Bobby nó láo kìa Tống Minh. Chắc thi xong không làm được bài ấy. Thì cháu không làm được bài. Vào đi đấy. Tóc mình chạy nhiều nó bị rối đó. Hải Đăng, anh Nam với chị Mây thức ghê thật. Ơ, AOF mèo min này nhìn quen đấy, nhìn tên ấy người quen đấy nhở mọi người nhở. Này hay vào đánh mình sao? Vô phần chọn tướng rồi mà năm thằng còn ngồi cầu nguyện à? Thì dùm, chơi ngộ không đi chị ơi. Sao á, sao anh Lê Văn Mạnh? Ngộ không nữa, trời ơi, chị cho con ngộ không chị điên luôn á. Nãy em chơi con nắc 08 đấy à? Ôi dồi ôi, thế mày đổi học vô đây à, cái thằng cu này. Cái bọn này sao chúng nó lắm, rất là lắm mạc. Mấy thằng cu này. Lại là con Ata nữa, mệt lắm. Chào tất cả các anh em. Dạ tất cả các anh em, chào anh Ngọc Nhật nhé. Hello mày ghê giống. Hello Nguyễn Minh. Hello. Khôi, bài đại ca. What cho anh em. Ôi nghỉ khó thế, game này chị đánh gì đây? Chị đánh AD à? Trời ơi, game này tao thấy AD tao khổ quá. Hay đứa nào đánh AD không? Ôi trời ạ. 9 điểm trong tay, 1 điểm trên giấy. Mày vì mày xứng đáng vô ý ạ. Có kỹ năng đâu, có kiến thức đâu. Sao mọi người ngủ muộn vậy? Thế sao anh ngủ muộn vậy? Anh cũng như mọi người, để bây giờ anh ngồi đây hỏi cô đấy đấy. Mày có kiến thức đâu Bobby? Ôi không sao đâu em. Trượt thì thôi, mày học lại. Tao tiên tri rồi, mày học cũng phải tầm 6 năm mày mới ra được trường Bobby ạ. Không phải vội. Ở lại với bạn bè thầy cô trường lớp nhá. Rốt rốt thế đi ra đường đi làm để khổ người ta. Anh thức rồi đấy. Anh thức rồi hả? À tức là anh mới ngủ dậy hả? Anh dậy sớm thế. Có tên TN game nào khác? Thôi. Tên TN mày đi học đúng không? Nhưng mà sao mày không ngủ à? Chị thấy mày hay kiểu xem đến tầm này xong rồi sáng sớm mày lúc mày đi học mày lại vào. Ngày mày ngủ ít thế. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tân. Bán sau cho cây đánh với. Ok anh cây, vào đi. Hello chị nhớ em không? Chào Phước nhở. Chị làm sao mà chị nhớ được. Chắc tưởng mình là nam. Shall we fly through the sky? Game này team này tranh nắc của mình Trần Hoàng cho... Linh TH kích lên em. Mây mây sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm ấy à? Em sinh năm ấy à? Ôi trời ơi. Let's see what's to offer down here. Chơi cầm eo su mà sợ la vi à? Trời ơi, trên kia bày cái trò gì nhỉ? Trần Hoàng Linh, chị kêu nó ngủ sớm đi à? Không sợ lọt khe à? Không, anh ơi, chơi game này sợ. Đừng có thể hiện. Bắn. Nhưng mà nó bắn đau hơn em. Né. Ui, hay thế, bắn xịt kìa. The red clouds of sunset